Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với trải nghiệm và review. Thì cái đấu móc này nó khóa rồi mọi người, không có chơi được. Cho nên là mình chơi đấu hỗn loạn đi. Cái đấu hỗn loạn này là cái gì mình cũng quên mất rồi. Rồi chơi thử đi. À, cái này cũng 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 có thể đổi tướng nè. Đổi tướng. Đổi tướng. Không. Không. Không, hình như là nó chỉ ra những con tướng mà mình đã mua qua rồi đó mọi người, không có con tướng nào mới cả. Chẳng thế, The shifting sands are at my command. Sẽ đổi cho tới hết giờ. Trời đất ơi, gốc trốc. Cái này là mình hơi phung phí ruby quá rồi đó. À, đấu này là đấu đường giữa. Tưởng là cái gì chứ. Cái gì đây? Ngày tuyệt vời là ngày Lăn phố vô lên đây thử đi. coi. Lăn không được. Ôi, chơi cái này mà tay ngắn thì hơi căng rồi á. Nhưng mà tay ngắn thì sẽ thiệt thòi lắm luôn á. Vừa lăn vô là đi luôn. Tính giải vây cho đồng đội nhưng mà không ổn rồi. Chủ tịch trở lại, anh em quẩy lên. Thế mà cũng trời đất, trời ơi, nó bay lên trời là em bay lên trời. Chủ tịch trở lại, anh em Đúng là quẩy chơi lên. cái này mà chọn tay ngắn là sai lầm, hết sức sai lầm. Trời đất ơi, xong mình bay như không tiếp đất được luôn. Căng rồi. Thôi nó lui về bên đó rồi. Không chơi được đâu. Mày, mày, mày. Chạy gì cắn. Lụm đi, lụm đi, lụm đi. Đó. Ăn nó quậy khỏe anh em ơi. Thế mà vẫn đi. Chủ tịch trở lại, anh em quẩy lên. Ôi, toàn rồi. Nó vừa tới cái nhà. Nó vừa tới trụ bốn thằng chạy ra. Vậy đó có hồi máu đâu mà về, nãy tao đập rồi. Tranh thủ xong lên đi anh em. Mà không có lính, trời đất ơi. À, trời trời trời. Thôi trận này thua. Cơ hội thế rồi mà lại không có lính. Chủ tịch trở lại, anh em quẩy lên. Thôi xong rồi làm sao bảo thủ. Trời đất. Lên thôi, thôi thôi, không thể thủ được. Thua là thua. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh nhé. Để tháng sau thì mình sẽ chơi lại chế độ này, mình chọn tay dài chơi. Bye bye mọi người.